bấm nút nó liên tiếp thì tất cả các nhánh dưới vứt bỏ hết, chỉ để có một cái nhánh nổi. Khi nào nó lên độ 3 phân nữa mình lại bấm nút tiếp để cho cái cây nó mập, nó dần cho nó mập xuống. Rồi. Thế thì mỗi một lần bấm nút là một lần bón. Thì 20 ngày nó lại lên 20 phân. À 10, một tuần nó lại lên 20 phân. Tức là khi mà cô bấm cái ngọn đi thì nó sẽ ra cái mầm nhỏ mầm ở dưới. Ở dưới thì là cô lại để một mầm thôi. Cô chọn mầm nào nó to nhất, trên cao nhất là cô để, còn đâu là phải bỏ hết. Đấy. Thế khi mà nó có quả, nó bắt đầu có hoa có quả ấy, thì bắt đầu mình khi nó có hoa có quả thì mình phải bổ sung cái dưỡng chất cho nó. Có một cái loại vitamin để phun vào quả. Phun vào quả thì nó mới đậu được quả. Thế mà nếu như là nó mà trời mà nó nắng thì cậu lại phải phun vào một cái khác. Nếu mà trời nó mưa cậu lại phun vào một cái khác. Trời nó ẩm cậu lại phun vào một cách khác. Chứ cậu cứ áp dụng theo cái quyển sổ của cậu thì độ ẩm cao, độ ẩm thấp nó làm mà ăn. Độ ẩm cao là phải như này, độ ẩm thấp mình như này. Mình học với ông chuyên gia người Trung Quốc, ông mà gửi cho ta 50 triệu, mình gửi phát cho ông 50 triệu. Ông bảo ô thế mày chưa được cái gì mà đang gửi cho ta 50 triệu. Thì ông bảo gửi thì tôi gửi, ông bảo thế mày không sợ mất không? Vì tôi nghĩ là ông là chắc chắn là ông kỹ thuật cao rồi, bởi vì tôi xem rất là nhiều clip của ông. Ông bảo được, mày tin tao thì tao cho mày đi. Thế là ông ấy điều tiết mình hàng ngày thế thôi. Mình cứ Zalo cho ông xem cái ông điều tiết thì một vụ phát có quả, xong vụ sau cả cái vùng này không ai có quả, một mình có quả. Chứng tỏ mình bạn nào, chứng tỏ mình bạn nào. Mình học mất 50 triệu nó không phí một tí nào. Mà nhưng mà sau đó là cô cứ áp dụng đúng như thế thôi đúng không? Và tức là nó lại một là thời tiết nhiệt độ mưa nói gọi là thanh tính nắng cuối cùng cũng không có quả. Thế hôm nay cô nói là cái thời điểm mà cô muốn bón đậu quả nó đậu ấy là phải phun cái vào quả nó, phun cái vitamin vào trực tiếp vào quả. Trực tiếp vào quả. Nhưng mà phải tùy thuộc vào cái độ ẩm lúc đấy là bao nhiêu và mưa nắng như thế nào. Chứ không phải là cứ phun vào được. Cái nho này nhá, ví dụ như cậu nghe thời tiết ví dụ như một tuần nữa là mưa chẳng hạn, cậu không được cắt ngọn. Nếu mà cậu cắt ngọn thì nó sẽ không có quả. Nó rồi. Nó không, nó dồn hết vào ngọn. Nó mưa, nó ẩm, cái độ ẩm nó mạnh. Như vậy là nó là phụ thuộc vào độ ẩm là nhiều đấy. Độ ẩm và ánh sáng. Và nước ở gốc. Độ ẩm không khí. Lúc nào cần và nước là gốc. Nó có nước, lúc nào không cần nước là không được có nước. Ví dụ như bây giờ nho nó bắt đầu chín kia mà nước các cậu cứ tương vào thì nó sẽ nứt toang hết. Nhưng mà cũng rất là dễ. Nói thế thôi cũng rất là dễ. Không có gì dễ bằng hai, không có gì nhanh bằng. Không có gì. Một chùm năm một cây có thể bán trăm rưỡi, có bán bao nhiêu rồi được? Đúng rồi. Mà một cây nhà tôi có thể là đến mười mấy chùm. Nhưng mà bọn cháu bán ba túi rau đã được 180 mà chưa đến một cân đấy, 9 lạng. Vâng, như nay cháu bán đấy, rau trồng một phân chùm quế của cháu đây. Mày bán mày thì cháu ngáp phải ruồi. À không phải ngáp, cháu bán. Nhưng mấy khách bán được mấy tấn? Không, cháu bán ít thôi, cháu phục vụ ít thôi, mấy chục cân một tháng thôi. Thế ông này là ông ấy trồng những cái setup trong cái trường học đấy, là cho bán cho gọi là rau hữu cơ trồng ngay tại đấy và đấy là nhìn cô giáo thầy giáo nhìn thấy xong rồi vặt ra đấy trồng bán ăn luôn đấy, thì như thế thì tính giá trị như thế. Còn ông này ông đi thương mại chém còn lâu còn nghe đấy. Không, cháu chỉ bán ít thôi. Như đại ngàn kia nó cũng trồng hàng bao nhiêu trăm mẫu, nó bán rau cũng hàng trăm nghìn một cân đấy. Đơn giản là một cân cà rốt trăm nghìn. Mục tiêu của cháu là bán số lượng ít, phục vụ ít thôi. Đại ngàn là một ngày nó bán hàng trăm triệu, 60 triệu tiền vòng. Vâng. Nhà mình đang bán rẻ nhất. Nhà cô bán nho 150, cho thấy là của cô là cái nho này cho ăn. 300. Hôm trước là cháu vừa mua ở đây là 1 triệu về. Vợ cháu bảo xong mua anh nhiều mua nhiều lắm ấy, vừa lại mua tiếp kìa. Đấy để trong xe kìa cô. Ăn ngon quá rồi là đâu quả thế, bảo thế này ăn bao giờ chưa hết. Thế mà đâu có 2 3 ngày sau hết rồi. Đấy, phải ăn rất là ngon cậu. Tức là hôm nay mua thơm. Anh này mua cô nhiều lắm ấy. Nó có thể là thơm, cái nho cô có rất là thơm. Cậu mà ăn cái nho này này, cậu về cậu gói và cậu để vào tủ lạnh. Cậu để một tháng vẫn ngon. Là vẫn ăn ngon. Như đây này, nhà cô đây nhỉ. Tại vì là cái này là nó là hữu cơ, nó không có. Đúng rồi, nó sẽ không bị hỏng nhanh. Thì mình gói vào mình để thử rồi mà gần 3 tháng chưa. Không kể cả rau. Gói lại để vào trong tủ. Để 3 tháng vẫn ngon, ăn vẫn giòn vẫn thơm. Với lại đặc tính của nho thì nó được dùng để ngâm rượu mà, cho nên là nó để lâu được. Bởi vậy nên là cái riêng cái nho này này của nhà mình, của mọi người không biết, của nhà mình để được gần 3 tháng.
Tại vì có cái bạn ở người Hàn Quốc, bạn ấy bạn đây này, nếu như nho của chị mà ra nhiều quá ấy, ủn ấy thì chị khói nặng, chị cho vào tủ, chị để một tháng, hai tháng sau chị bán rất là ngon. Nhưng mà vấn đề là bảo quản nữa, tức là mất năng lượng, nhiều tiền, tiền điện. Vâng. Không, được rồi, cái kho lạnh thì ok. Nhìn trống vắng này cho đoán là chắc là không có hàng tồn. Không như tiêu thụ ấy. Ý cho nói là bây giờ tới đây đây cái hàng ở trong vớ vẩn đấy là toàn các cái bọn chợ đêm nó ế nó gửi vào. Vâng. Vâng. Nhà mình ra sáng lấy ra để đi xuất hết. Còn dư đâu là chưa đến là cho mẫu giáo tất. Vâng. Không có. Nhiều khi các cái chỗ từ thiện người ta nấu ăn nấu cháo thì người ta hỏi xin mà